niềm vui. Đấy, đây là niềm vui thôi. Nhưng mà niềm vui mà có người ngồi như thế này chạy tới nạt nộ mày đi đây hả? Nạt nộ như thế mình cũng thấy cái niềm vui này với cái kia mình cũng thấy bình thường. Yeah. Có chứ, mình về hồi tưởng mình nói là có khen có chê đủ cả. Yeah. Nhưng mà mình cũng thấy đừng có thấy họ khen rồi hay là họ cho rồi mình đem mình vui vẻ mình ưa thích. Yeah. Hay là họ chửi mắng đánh đập hay là đuổi rồi nói tu không đúng rồi tu phải ở chùa rồi tu sai cái gì này nọ, mình cũng phải từ cái chỗ đó mình cũng phải vui vẻ. Yeah. Cái đấy có mà con Nguyễn. Có người ngày xưa thì con cũng thấy họ khen thì con cũng thấy có cái sự dao động. Yeah. Hay là họ chửi mắng hay là nói cũng có dao động, nhưng mà bây giờ con biết rồi. Yeah. Con cái đấy nó quen rồi, giờ biết thì là mình mới gọi là điều phục. Yeah. Điều phục thân tâm.